Ở đây là vừa hết xã Súng La không ạ? Đường đèo đẹp lắm. Sáu. Phần này phần 6. Dưới xã Súng La trên đường Hà Giang. Đèo ở Hà Giang chứ mình cũng không biết ở đâu, đây cũng không có điểm nào thôi thăm. Để chút mình kiếm cái điểm xã nào mình đọc. Đến dưới xã bị đậu nãy giờ Súng La nhiều. Đèo này không biết bao nhiêu tầng nói. Chỗ cái cột mét thứ 115. Ghi km 115. Đường Hạnh Phúc, đường này đường gọi đường Hạnh Phúc. Quốc lộ 4C. Về hướng thành phố Hà Giang. Km 115 cái ghi ký km 115 giùm là được rồi. Về Lạc Quán Đồ ra biết à. Ừ, dốc nó sạc. Phần 6. Từ ký km 115. Ký 115 rồi coi. Đường Hạnh Phúc. Đường này gọi là con đường Hạnh Phúc ở Hà Giang. Này lấy bác cái thiệt già là vậy ta mới làm. Lá rồi ta làm hết, nhưng mà từ cái cổng á. Cảm giác đua xe đạp đua rồi đua đường này mới phê nè. Đua cúp truyền hình nữa. Lạng cho thấy. Đua có đường hành chắc mấy người đua không nổi. Không, đua dưới lên nó đừng đua thả dốc. Đua lên cũng đua không nổi không? Đua từ dưới lên á. Nẹo đút nghẹo luôn. Này bao nhiêu tầng không biết. Vì nó ẹo liên tục. Từ cái núi này nó ra cái núi khác ẹo. Ẹo đẹp ghê, đường im. Xuống nữa hả? Đi xuống rồi, cái nghẹo. Rồi, hết rồi. Nó từ đỉnh núi mà eo xuống. Nãy mình từ cái đỉnh đó đó. Vẫn còn xuống nữa chứ chưa hết. Đó, đứa nhỏ. Bé con ai nè? Có ai không? Để sao mà chạy ghê? Sao nó xuống được hả? Sao mà nó chạy xuống hay vậy? Chạy... Đâu mà chạy hay vậy? Xe đâu mà chạy quá trời quá. Đâu anh đi xuống quăng qua được. Đâu mà chạy ra giữa đường quăng ngang. Chỗ nào phượt thủ nó chạy dữ lắm. Đổ dốc dữ lắm. Khổng biệt dễ thương. 2 tuổi rồi đụng điểm đụng điểm đụng đụng. Nhiều khi nhà đang ngủ thức dậy chạy đi kiếm mẹ. Đang trò chuyện đông người đó nó có khách rồi gì á. Nhiều khi bé đang ngủ rồi nó bò dậy nó đi. Chứ đang giữ đang trò chuyện thì bồng nó tay cỡ này chứ đừng tuổi. Này giờ ghi theo km thôi, có địa danh thì địa danh. Cơm lẩu coi, đèo Chính Khoan. Vô hỏi coi có cơm không? Phố gì? Phố gì? Đèo đã. Chính Khoan. Cái đèo này đèo Chính Khoan. Đây nè. Ghi đèo Chính Khoan là được rồi. Nó đèo Chính Khoan. Từ. Nhà hàng ta ở đây. Thì cái đèo Chính Khoan ở phố Cáo. Tiếp tục. Là xuống tới đây rồi, cái kia ghi dùm ký mét 15 là được rồi, 115. Còn đây là đèo đó, đèo Chính Khoanh. Vì cái đường này bao nhiêu km là tính bao nhiêu km. Về Hà Giang đúng là số 0. Ở đây vẫn còn đồng văn các bạn.
phố cáo Đồng Văn. Cái đèo mẹ tái heo lưu là nó chín cua, chưa được 15 cua. Tính là Đồng Văn dài chứ. Tốt bên kia qua anh đây đèo không? Đây liền làm thị trấn được nè. Đèo chính khoanh kia đèo 15 tầng, nãy là mình kết thúc ở giữa đèo chính khoanh ký lên 115 rồi xã Phú Cáo nghèo bên trái. Người ta thị trấn xã đó ta. Đây có nhà nghỉ huyện Đồng Văn, xã Phú Cáo hay gì, ngã tư Phú Cáo. Cáo là con cáo á, Phú Cáo. Đèo chính khoanh đi xuống ngã tư Phú Cáo, còn cái chỗ Sùng Là là cái chỗ đầu đèo chính khoanh. Từ đây ra Hà Giang đi về khỏe nè. Về khỏe được đi nhà không cũng mực. Chợ gà chợ vịt. Đây tôi quán cơm nè. Tôi chịu ăn cơm, chắc chưa có làm. Có cơm chưa chị? Chưa. À em có ơn. Đi kiếm cơm. Lên đây. Không. Hỏi tiếng đi. Đó thì có tô kìa. Ở đây có bán cơm không chị? Rồi, em cảm ơn luôn. Kiếm cơm. Cái tiệm bên đây có không để cơm phở lẩu nè. Hỏi luôn tiếng. Có cơm không chị? Có. Rồi. Rồi, vô ăn cơm. Em vô xin cơm. Rồi, nhảy đi. Cứ xuống tôi tìm cách để đậu. Đậu xe đít xe này nè. Xuống ăn cơm. Xuống ăn cơm luôn à. Qua anh kia tôi đậu đối diện cũng được. Kiếm cơm à. Chị cho mình đậu nhờ đi ăn cơm chút nha chị. Cho đậu nhờ ăn chút nha. Vô cơm quá. Gì? Em bán là bán nửa con gà. Chứ có bán như con phần công sức giống như kia. Là sao? Thì nửa con gà là 250 ngàn. Với cơm luôn. Cơm là 20 ngàn. Còn rau là tính riêng cho nhiêu vậy em? Rau một ký là 20, 25, 30. Ít người em làm ký. Ý là sao? Nửa con gà. Ừ. Là em... hai nhiêu? Nửa con gà 250. Và cơm riêng. Để chiều gà thì nó gà em, gà thì nó gà ta thì nó đắt. Không có bán dĩa cơm bình thường hả? Không, em không có bán công phần, công kia, không có công sức. Ăn xong hết trời. Ở vậy ăn không? Mới vừa ăn trong kia ra. Để thấy thì ăn có cơm lạ lạ hơn không? Rồi vậy cảm ơn nhiều nha. Chị tính được công kia. Mấy trăm ngàn ăn xong hết. Không
trên xe quá chừng đồ thấy lạ lạ. Đây có xe khách nè, tức là nửa con gà 250. Ừ, được cơm 2 chậu. Rồi ăn cái đường nào cho hết. Ai biết ông ăn hết thì tôi mua cho ông ăn. Ăn sao hết? Ông ăn chứ tôi đâu có ăn đâu. Xin cái chỗ đầu xe ngon quá, lý tưởng quá. Ông ăn thì tôi mua cho ông ăn còn. Nè, qua đây là coi có gà bình thường, cơm bình thường, ví dụ cái dĩa 40-50 vậy đó. Đó, đừng quên thử coi. 40-50 vậy thôi. Dĩa cơm là nhiều lắm, 50.000. Chứ 300-400 ngàn sao ăn hết. Đó có phở hả? Phở nhiêu tô? À, nhiêu tô? Biết rồi. Nhiêu một tô, nhiêu một phần anh? Phở. Phở. Phở 25-30 nghìn có gì đâu. À, đây. Rồi để chạy lại đây. Đây đậu xe được phải không? Đậu cấm đậu gì phải không? Hả, để lại để ăn cho chứ ăn không? Nhiều khi xe cấm đậu cấm dừng là mất công. Mình đi đường xa. Nhà ta có la không? Không, ông xin rồi. Nhiều khi đường lạ nó cấm đậu mình không biết. Mình đâu có chạy từ đầu đường mình để ý cái đường cấm đậu. Xin nhờ đậu rồi. Xong hết. Không. Có cuốn bên trong này không? Không, còn tươi mà. Cái phở này mềm mềm này đi. Phở mềm lắm. Rồi, cho miếng đó đi. Giờ cho một tô đi em ăn à, bả mới ăn rồi. Hả? Cho một tô em ăn. Tô 30 đi em ăn. Vâng. Còn bả muốn ăn gì bả ăn. Tính ăn cơm mà ở đây bán cơm là 300-400 ngàn phần sao ăn hết. Như bên kia bán nửa gà 250 ha. Với lại cơm 20-30 gì đó. Ăn được nào cho hết. Ăn không có, bán cho em tô phở 30 đi. Cơm bán nguyên phần bự sao ăn hết. Bị em đi chút xíu chỗ khác em ăn cái đồ khác nữa. Ăn cái miếng hè. Anh ăn miếng à? Không, cho em cái kia. Cho em tô phở 30 ngàn đi. Ăn cái lạ không? Chủ yếu là cho nó lạ thôi. Chứ ăn thì ăn tối ngày. Ôi cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Mỗi anh tỉnh mình ghé ăn 2-3 chỗ vậy cho nó lạ lạ. Anh ăn cho nó lạ thôi. Thì bởi vậy mình mới đi ăn mỗi chỗ nơi chút, mình ghé chút ăn miếng thôi chứ mua nhiều quá rồi ăn đâu hết. Ở bên kia là kêu em một phần cơm là nửa gà 250, chỉ cơm 2 giọt, chỉ ra 2 giọt. Mà ông này ăn đâu có hết đâu. Mình ăn sao hết, ăn rồi bỏ uổng. Có bán gà được con mới bán. Ví dụ làm cái đùi hay gì 50 ngàn cũng được rồi. Cái này đứng lại mà. Đơn giản. Cái da heo mà. Ở đây là đặc biệt không có hủ tiếu, với lại cơm thịt kho trứng rồi còn không có bán. Cho anh, cho em hành lá thì nhiều anh. Ăn mỗi tỉnh đi 30-40 tỉnh là 30 mấy tỉnh rồi. Mỗi tỉnh mình ghé ăn chỗ hay chỗ. Sài Gòn. Người Hoa là ở Chợ Lớn. Người Hoa. Mua chắc cái xe giờ chặt cứng, giờ tranh thủ chạy về Sài Gòn.
Em ăn luôn hả? Trời ơi, ăn đây bán bự nhiều lắm, ăn cơm cũng vậy bán nhiều lắm. Em ăn tô cơm bán 30.000 với 40.000, trời ơi nhiều, ăn không có hết. Đây, ăn ngập tràn luôn. Rồi đũa. Ở đây không có măng ớt còn chưa hết măng ớt. Tới đây chỉ có ớt khô đây. Ý là cái khu vực này là mình là hết măng ớt. Còn mấy trong kia là khi ăn là có hũ măng ớt. Măng ớt mùa là chưa chín muộn. Ấy là bán người ta có sẵn măng ớt. Mùa này là có đầy đi chứ măng này chứ. Mình làm trên này lại chưa có muộn. À. Trên này đó là có măng trúc em ạ. Không biết em ăn trong mấy kia, trong kia là có măng ớt. Đó là không phải ở em cũng có nữa. Đó là kêu bằng măng le, măng le. Măng le. Chứ phải là măng trúc. Ở ở dưới em cũng có ruộng đất. Làm ngon lắm, ngon lắm. Ăn ngon hơn cái bằng ta. Không, đây. Không, mua tự về em làm. À, mình có làm ạ, có. Có đủ hết à. Không, ở Sài Gòn cũng có bán ở gần rừng. Đó, còn tư, người ta gọt, người ta bán lề đường, cứ bây giờ nè. Phải chặt ra lề đường, người ta bán. Dạ. Nhưng mà trên này là nó toàn đi lên rừng đấy. Nó khắp từng bọc ấy. Cái đó là làm chè le mà trồng hồng bông hồi xưa á. Cái chè le. Thôi từ từ nói không, mới ăn trong kia rồi nó mới ra đây. Đi xuyên Việt đi, đi bữa nay là 26 ngày rồi. Xe đã đỡ em để kia, xe năm chỗ hai chồng đi chứ xe nhỏ à. Xe cô em, nhưng mà em đi đường xa là em đậu là đậu kín chỗ chứ không dám đậu lề đường. Đôi khi người ta cấm đậu dọc đường mình không biết, mình đậu cũng phạt. Ở em ăn phở là rau cơ giới nè, rau húng lủi nè, rồi salad này có nè, rồi tí tô có nè. Em đi từ Mũi Cà Mau. Rồi giá có nè. Sài Gòn đi xuống Mũi Cà Mau, từ Cà Mau bắt đầu chạy dọc rồi bờ biển á, đi lên tới Móng Cái. Móng Cái mới chạy dầm trở vô Lạng Sơn. Coi chạy... như là từ coi như là Cà Mau đến địa đầu. À địa đầu tới địa cuối luôn là tới điểm cực bắc á, là hôm nay ngủ trong điểm cực bắc. Ừ. Ra thì ăn giống bạn đi á, thì tụi em đi dọc quốc lộ 1 với đường ven biển. Bạn về là bắt đầu đi về đường Hồ Chí Minh. À, đi qua xe 3 Điện Biên nữa. Chị đâu phải là người dân tộc đúng không? Chị á, có năm chị ở đây. Ở trên đây sao chị nói sành hơn mấy chị kia, mấy chị kia nói đó. Lạ mà. Đó là hủ ở đây không hết hả? Từ từ. Giống em nè. Như em ăn phở bún bò có ớt nè. Nhưng mà cái ớt này nó có vùng cái mặt nó cơm. Ức xào. Đúng rồi, xong rồi em đi xào cho mỡ mà mình xào lên. Em xào này cái có tỏi. Dạ. Nhà bán hủ tiếu. Nhà em bán gì cũng có được hết á. Mở cửa ra bán đại. Bánh canh bún hủ tiếu. À dạ. Thế là cũng làm thôi, ít hơn phần nữa thôi, phần nữa thôi. Nóng em, ruột, nóng ruột. Ông này ăn cơm lần 2-3 trái ớt rồi. Thường em đi là em ăn cơm, miền Tây rồi ra tới miền Trung là em ăn cơm. Ra đây thấy ăn cơm mua mấy chỗ giấc chiều mới bán. Đông em nè, sớm mau sớm là chị mở cửa ra, cơm tấm thường bì chả, bún hủ tiếu, bánh canh, phở, giò heo đầy, xôi rồi, bánh mì rồi đầy luôn. Như phở này á, mình ăn mình muốn bỏ giò heo, cái giò vỏ hoặc là thịt bò tái. Phở như vậy nè, thịt tái hoặc thêm một phần giò heo. Nhưng mà người ta bán con miếng hè chứ không bán nhiều như vậy. Phở thì ít nhưng mà thịt thì nhiều. Mình luôn đũa là hết thôi. Còn này ăn ba người ăn. Thì 50 có 30 có 20 nè. Đây đây chị ăn 3 phần giò thì bán 50.000. 3 phần giò. Ơi, nhưng mà thịt lợn ở đấy thì nó lại rẻ hơn trên. Có 50 thôi. Lợn ngon của con chị là 120 đấy. Đây có 50 thôi. Em không có chặt đâu, giờ heo em không chặt đâu. Cắt bằng em máy. Em để lạnh thân cơi máy thôi. Mà heo từ đây chở ra quải á. Ủa sao kỳ chị? Ở đây đáng lẽ trên rừng, sao đấy heo rừng mới đẻ chứ. Cũng như các tỉnh chở gì thì còn, chứ Sài Gòn bản thân đâu có nuôi heo. Tùy văn. Xe chở heo ra từ đòn từ đòn chở gì Sài Gòn. Em thấy gà chở gì Sài Gòn không có. Heo gà, dạ, tỉnh chở cho. Sài Gòn có gà đâu. Đây nuôi gà đem cho mình dưới Sài Gòn, cái Sài Gòn đâu có gà. Thì gửi đâu có trang trại đâu. Dạ. Nhưng mà ấn tượng ở đây là cơm cũng bán quá nhiều. Cái gì cũng bán quá nhiều, làm như dân đây ăn nhiều. Nhưng mà những Sài Gòn thì nó đông người.
Cái gì bán cũng được hết. Nhưng mà Sài Gòn ăn. Nhưng phải cho ngon. Sài Gòn là chị ăn đồ ăn nhiều hơn cơm. Cơm cũng nhiều, đồ ăn nhiều nhưng mà cơm chừng miếng thôi, chừng một chén rưỡi thôi. Còn chén 2 chén 3 thôi. Thịt là ngập luôn. Ví dụ tôi thấy 40 ngàn thịt, cái gì cũng vậy, bất cứ cái gì cũng vậy. Có 2 phân giò bự, để cái bếp cho tôm, 2 phân giò. 2 phân giò để cái tôm. Cơm người ta không ăn mấy đâu. Dạ. Ở trên đó là cơm là chính. Ở đây cơm không có. Nó sợ mấy giao thông nó bắt với lại phạt nguội. Đậu là đường thì sợ lắm. Ở dưới em á, chị mua hộp cơm 25 ngàn là 2 miếng bề sườn nướng bự vậy nè. Thêm chả, thêm bì thì 30. Nói chung cơm rồi đó, rẻ rẻ, đồ ăn rẻ. Đi các tỉnh chứ có hay Sài Gòn là đồ rẻ nhất. Mà bản thân Sài Gòn không làm ra được gì hết. Chỉ nhập hàng về là nhập hàng không à. Thịt đâu cũng nhập từ tỉnh về mà. Đồng Nai đều đem qua rồi, cái này kia gà là cũng vậy đó. Sài Gòn không có nuôi không? Rau lát vậy. Rau đồ ở Đà Lạt rồi chút. Đà Lạt, Thái Nguyên đồ. Như Bắc rồi em về nè. Bắc rồi đem về không, trong trong em có trồng rau đâu. Dân mấy chục triệu dân mà trồng cái gì cho đủ. Chỉ có nhập từ các tỉnh về. Đậu xe cũng không có chỗ đậu đâu. Người sáng sáng. Mật độ dân đông. Lấy chỗ đâu mà trồng đồ. Nhưng mà đi chơi á, dân Sài Gòn đi nhiều nhất, đâu cũng dân Sài Gòn. Nói sao phần lớn như tụi em nè, với nhiều người là chủ yếu có nhà mình cho thuê. Ví dụ tháng mình kiếm vài chục triệu từ cho thuê nhà. Tùy nhà một năm em. Tùy thuê nhà, ví dụ cái nhà lớn thì cho 500-600 triệu một tháng. Nhà nhỏ nhỏ thì vài chục, rồi vài triệu. Là kinh doanh công ty này, công ty nọ chị? Công ty này ở đây mà công ty nhà thì chị. Nhưng mà so miền Bắc với miền Nam là... Miền Nam đắt lắm. Hà Nội là cái nhà đắt nhất. Hà Nội cái nhà đắt nhất em ạ. Tùy theo khu vực buôn bán được hay không nữa. Như tụi em có mấy cái nhà cho thuê tháng kiếm vài chục triệu, lấy tiền đi chơi vậy thôi, hết việc. Thì tại vì cái khu của chị đây là người ta là cho mướn đất, còn khu cái kia nó trống rồi, chị mướn có mấy trăm ngàn không ai mướn. Đúng rồi, nó phải trung tâm thôi em ạ. Chứ còn nếu mà vào trong những cái chỗ không trung tâm thì chả ai thuê thuê. Bọn chị ở đây nếu mà thuê nhà cũng đắt đấy, một tháng một tí bằng cái nhà chị này một tháng có 23 triệu đấy. Vậy cũng đâu có đắt đâu. Không có đắt. Nhưng mà làm không ra tiền. Đắt nhưng mà nếu mà mình phải làm ra tiền thì mình đắt ra tiền. Đắt nếu mà làm không ra tiền là đắt đấy em ạ. Đắt đấy. Là mình nguyên giả tiền nhà mình đã không được lãi rồi. Nói giờ tôi phở mà 30-25 mà bán vậy là khổng lồ rồi. Nhiều lắm à. Nhưng mà phải bán được nhiều em ạ. Chứ mà bán ít thì em bảo có mỗi từ đây xuống hơn 1 cây số thì còn 10 quán toàn toàn là rừng không mà không có người. Nhà em cũng quán sát sát y gì luôn. Bên đây quán cơm, bên kia quán cơm kế bên. Nhưng mà trong đây có đông người. Đông người. Người có đông như Hà Nội. Ai bán ngon là đắt nhất, ai bán dở là bán ế hơn chút tới trưa. Nói vậy thôi. Chỉ như em bán á, là một ngày á, từ bầu giờ đêm tới 8 giờ sáng em bán phải từ 100 mấy ký thịt heo. Giò heo hơn 100 mấy ký. Đó. Còn em đi thì để cho em bán. Như bọn chị thì ở đây là ngay chợ ngay đằng trước cửa nhà chị, ngày chợ là chị bán gần 200 tác phở, ngày chợ cứ ngày chợ, còn ngày thường thì là nhiều quá, thì ngày thường cứ chia ra, một chút nữa là ngày chợ bán thôi, ngày thường thì mình được 3-4-5-6. Cái đường này cũng là đường đi chính đi du lịch mà Hà Giang đi vô. Không, em góp ý vậy nè chị, trên em á bán cơm bán phở vậy 30.000, 25.000 để bán giá là người ta vô. Thường cái tâm lý á, đi đường là đâu có hỏi. Chị cứ để đi, dưới em bán á. Dù chị bán 25-30 ngàn, chị để 25-30 ngàn không tôi phở, để cho tôi nữa. Dưới em cứ để giá là chị vô ăn thoải mái. Là tấp vô, không có sợ đi làm. Cứ để bán giá là cơm 35-25 gì đó. Bị em đi đường em biết nè. Cứ để vậy đó, là người ta vô đừng nợ, vô để quán cơm bây giờ dày, em hỏi nhiêu tô. Người ta nói là 100 ngàn tô, nó bán cho em tô 50 ngàn, nó 50 ngàn bán được. Bán được, em bị rồi. Nhưng mà vẫn ăn thử tô 50 ngàn, đang coi chơi, lẫm được một cái một là hết liền 50 ngàn. Nên không có để bán giá, người ta đi đường xa là ngại. Anh chị có bán cơm không phải, cứ để 50 ngàn, 30 ngàn, 20 ngàn cứ để giá gì đó. Khách ta thấy là tự động ta lắp vô à. Với để 50k, 25k, 30k đó. Để người ta tự thấy rồi. Định giá thì giá để cho họ. Ví dụ đặc biệt 30 bình thường 25, 20. Rồi mình cứ để bán 25, 30 là người ta tự động là người ta đi vô.
giờ thời buổi mạng công nghệ hay đó. Ví dụ như ngày ví dụ em ăn xong mà em đăng lên cái người khác nó muốn đi ngang á, người ta ghé ngay nó làm, ta không cần thiết phải dội giá rồi kiếm đồ. Còn anh đi trên đường em biết chứ vô ăn là phải hỏi giá. Không, em sợ rồi, em bị em sợ rồi. Đã nói cơm mà 50 ngàn bán không được. Em bị. Mà lỡ vô đậu xe rồi, mình đi vệ sinh rồi xong hết rồi, rửa mặt rửa tay rồi không ăn coi sao được. Bắt buộc phải ăn. Ăn mà em hỏi nó tôi ra 100 ngàn. Mà nhiều chỗ không phải là một chỗ. Một giải đó thì 4-5 quán gì đó. Nên em nói thôi bán cho em đỡ tôi 50 thôi. Hết tiền à. Có chút xíu cơm à. Lua một cái hết đi liền. Lại chỗ cách đó chừng được chưa được cây số. Chưa tới cái chỗ đó cây số, có một cái tiệm khác người ta bán 25 ngàn rất là nhiều. Bình dân bình thường. Có chừng 2 cây số. Người ta để 25 ngàn dĩa cơm. Người ta ăn nằm nộp tại mình đi lạ mình không biết, mình tới mình đắp vô trước. Bán mắc quá là ăn kia người ta biết người ta ăn người kia. Nói lại giá dễ. Cái gia vị của trong miền Nam kia lại khác của miền Bắc mình nha. Thấy khác. Nó ngọt hơn. Đường có đường ít đường nhiều tùy theo nhà, đường bột ngọt. Nhưng ngoài chị này thì lại không hay dùng như thế này. Nói chung là nó không có cà no đâu, hoa quả các loại, thảo quả, hoa hồi, hạt linh tinh, hạt dổi. Còn em nấu hủ tiếu á là đường phèn á, đường phèn đi đường phèn đường tinh á. Không, cũng đường cát nấu ra đường phổi á. Đường ở Quảng Ngãi á, đường phần Quảng Ngãi. Đó. Em đi đường đó chứ không có đi đường cát. Còn nấu thiếu là phải nướng mực với củ sắn hoặc củ không phải củ sắn hoặc củ tự nhiên quên tên củ rồi. Hủ tiếu có tỏi chua. Có tỏi làm chua. Củ cải trắng. Ở trên chị